Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát từ sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, rồi cho tốt xấu tạo ra tự mình. Thiêu bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bê sát ta á quê ra hồn, tu su khi ta hồn, tu ni đúc khả hồn, tu áp gia bách trả hồn, tu á ni khả hồn, tu đi khả du khả hồn. Tu a rô ga hồn, tu sam bát tì hi sa mít chan, tu su khi át ta nang pariha răng, tu đúc khắp bát ta cha ni đúc khả pha gia bát ta cha ni pha gia so khắp bát ta cha ni so ha hồn tu sắp bê ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sự sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, một lần nữa con kính lễ sư Trí Đức. Dạ, thân chào các đạo hữu đạo tràng. Dạ, em kính chào chị Nhật Huỳnh. Dạ, thân chào Sang S. Bây giờ là thời điểm thích hợp để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con sạc đạo tràng đọc tác bạch để thọ trì tam quy và ngũ giới. Con kính thỉnh sư Trí Đức thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới cho Phật tử chúng con ạ. Ukasa ma yang phanh tê quy sung rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti yam bi ma yang phanh tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi ma yang phanh tê quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sân Khai Dạ. Kính lễ chư tôn thượng đức tăng, kính chào quý cô tu nữ. Chào sư Kim Nhung, sư Thi An Lạc, sư Quang Mộng, sư Tâm Hạnh, sư Mê Ta, sư Quang Thanh, sư Công Nhật, đạo hữu làm gì đây và đạo hữu sang. Chúc quý vị an vui ha. Xin
xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem mang lòng thành kính xin quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem mang lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham saraṇaṃ gacchāmi, con đem mang lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem mang lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem mang lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Duttiyam vi Sangham saraṇaṃ gacchāmi, con đem mang lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem mang lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem mang lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tatiyam vi Sangham saraṇaṃ gacchāmi, con đem mang lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sangham saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duttiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Duttiyam vi Sangham saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam vi Sangham saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tị saraṇaṃ nittaṃ, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phanh tê, dạ chúng con xin vâng ạ. Ba na ti ba ta vê ra ma ni hi kha bê nâng sa ma di ya mi, con xin vâng những điều học là quy chánh xa sự sát sanh. A đinh na đa na vê ra ma ni hi kha bê nâng sa ma di ya mi, con xin vâng những điều học là quy chánh xa sự trộm cắp. Tà mê su mi cha cha ram vê ra ma ni kha bê nâng sa ma di ya mi, con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da vê ra ma ni kha bê nâng sa ma di ya mi, con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura me rayaman chapama dathana veramani sikabhang samadhyami, con xin với những điều học là quy chánh xa sự dị uống rượu và các chất sai. Banati bata veramani sik Kha ba đằng san ma đi nhà mi, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.
adinna dana weramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều hát. Kame sumik cha cha ra weramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ rớt mạng. Con hồi nãy con bị rớt mạng, con không hay. Con xin thọ giới lại. Ba na ti ba ta ma ni sích kha ba đằng sa ma đi ya. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc alo 123 123, chị Kim Nhung rớt mạng rồi. Rồi bây giờ quý vị nào điền khuyết ha. Ima ni ban cha si ka bạc đà ni sa tu căng ca tua ngập ba ma đê na ni cha ca lăng samarak khi tap băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy cùng ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ra nguyện duy hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh yon ti sì lê na phu ca sâm bá đai sì lê na nê phu tinh yon ti ta sư mai sì lăng quỷ số thát dê. Các chúng sanh được sanh về qua trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thú, sa thú lại chúng con kính tri ân sư trí đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo. Nan đề hàng bà đa bằng sùng và rút ta mang bút thề vô kha li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Uttamange na vande hang tham mạnh cha du vít hang hoa rằng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mô khá ma thu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khanh cha du vít ho ta mang sang khê yo khali to do sao khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các mã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Tê tha lạc tha sư vị thả vô rô ná ha bù tha sa cha nê a rô ga sư vị thả hô tha sa ha sa bê hị nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân đã chúc phúc. Con kính tràng chúng con cho ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi. Tiếp theo con xin được hồi hướng đến chư thiên. Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu sa sa năng. Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu no ga ru. Akasatha ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhang no đăng tu chi rằng rắc khăn tu nhà ta yo. Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu ba ni no. Akasatha cha phum ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhang no anu mô đăng tu chi rằng rắc khăn tu no sa đăng. Yang kin chi kusala kammang kattap bang kiri yang mama ka ye na wacha mana sa ti da se sugatang katang ye satta sang ni no a ye satta ni no katang bun nya phalang mai hang sap be pha gi pha wan tu te ye tang katang suvi di tang din năng bồn nhã phá lăng ma già về cha ta tha na cha nan ti đề qua gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cầm hi về sát ta chi quan ta hà ra hệ tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Ít đằng vô nhà tì nằng hồn tu xuất khí tà hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng, thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Ít đằng qua ta mề buồn nhằng à sa quá khá già qua hằng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Ý đằng mê bùn nhàng nít bà nát sa bách cha dồ hồn tú. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả nít bàn. Do phước báu mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tam bảo trọn đời này và mãi mãi cho đến khi chứng được đạo quả giải thoát. Với phước mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái tam bảo trì quy ngũ giới sáng nay, chúng con kính dâng đến
Đến tất cả nhất thiên phù hộ chính pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng phước này đến quý sư, quý cô tu nữ và xin chia đều phần phước này trong Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này cho cô nữ cùng với quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Với những phước báu nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo và thọ trì Tam Quy Ngũ Giới ngày hôm nay và nhất là trong tất cả các thời gian học và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến với người dân Việt Nam, nhất là đến với những người đang chịu hậu quả của COVID. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về với cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng kiểm soát được đại dịch này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt cho chư tôn đức tăng truyền Tam Quy và Ngũ Giới đến hàng Phật tử chúng con. Dạ kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo. Do phước này trợ duyên cho tất cả Phật tử chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ. Trong quá trình thọ trì quy giới nếu có điều gì sơ suất, con xin được sám hối với Tam Bảo, với quý sư và đạo tràng kính xin tất cả hoan hỷ với con ạ. Dạ, bây giờ là 4:30, 30, 31 phút ạ. Dạ, cũng vừa hết thời gian. Giờ này con chưa thấy sư Pháp Thanh vô lớp. Dạ, con chưa thực hiện được nghi thức thỉnh Pháp Sư. Dạ, con xin gửi mic lại cho, em xin gửi mic lại cho chị Nhật Huỳnh nhé, chị Nhật Huỳnh. Dạ. Dạ, con kính gửi mic lại cho sư ạ. À dạ, dạ. Em cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ, em xin gửi mic lại cho chị. Em chưa thấy có sư vô nên là em chưa có thỉnh Pháp Sư được. Em xin gửi mic lại cho chị ạ. Dạ, xà thủ, kính cảm ơn, xích kim nhung. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ. Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Meta, Như Quang, Sích Thiện Vũ, Sích Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức và cho Nhật Quỳnh lãnh lễ với ngài xong Nhật Quỳnh đã mít lại nhà. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức thượng tọa Pháp Thanh, thượng tọa Quán Không cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng và sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy hữu giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh mời Kim Nhung nha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính đảnh lễ sư Quán Không. Dạ, một lần nữa con tư chi. Dạ, con kính chào các anh chị trong đạo tràng. À, đã đến giờ thỉnh Pháp Sư, con xin mời đạo tràng lắng tâm thanh tịnh cùng con thực hiện nghi thức này ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha mà cha lô ca thì ba tí sa hầm ba tí ca tánh cha li an thi hoa răng a gia cha tha tì tha sát tập bà ra chắc kha cha tí ca
đi xe tu thăm măng a nu cam bi măng ba chăng sát tham ma phê rinh quy na danh cha ca giang su tánh cha bàn thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta danh tô cha tu sắc cha đàn đăng bạp bố tha này dê bà ri sa mạnh chêm. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tín thành duyên trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Dạ, nghi thức thỉnh Pháp Sư cũng đã hoàn tất. Giờ này em xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh để chị đọc bản chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin giao mic lại cho chị ạ. Dạ, xa thủ kính cảm ơn Dịch Kim Nhung. Nam mô Bích Tha Chá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Văn Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Như Quang đã cho về học. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Chá. Dạ, trước khi chúng con thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh kinh ạ. Bài học ngày hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 2 tương ưng thiên tử Ba La Mã phẩm các ngoại đạo bài 4 La Mã Satikara. Đứng một bên thiên tử Khatikara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: được sanh vô phiền thiên, bãi tỳ kheo giải thoát đoạn tận tham và sân, siêu thoát đời ái trược. Vượt bùng họ là ai, khó vượt lệnh thần chết. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Họ là Ubaka và Pha Lá Ganh Đá với Bút Cú Sa Tí hợp thành là ba vị, với Khanh Đá Quê Đá, Khanh Đá Đê Quá và Bá Hú Rách Ký cùng với Bành Bí Giá, Bành Ghi Giá. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Thế Tôn, ông nói điều tốt lành về bảy vị tỳ kheo ấy. Họ thoát ly, đoạn trừ các cạm bẫy ma vương, pháp họ biết của ai đoạn được hữu kiết sử. Khatikara, không ai ngoài Thế Tôn, chính thật giáo lý Ngài, họ biết pháp của Ngài đoạn được hữu kiết sử. Chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư, họ học được pháp ấy ở đây từ nơi Ngài, nhờ vậy họ đoạn trừ hữu kiết sử trói buộc. Thế Tôn, lời ông nói thâm sâu, khó biết khó chứng ngộ, pháp ông biết của ai, sao ông không nói được? Khatikara, thuở xưa con thợ gốm tại quê Há Linh Gá và con được tên gọi là Khatikara. Chính con lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha đối với Phật Ca Diếp, con đệ tử tại gia. Con việt ly dâm dục phạm hạnh không thế vật, thợ xưa con đồng hương cũng là bạn của con. Do vậy con biết họ bãi tỳ kheo giải thoát đoạn tận tham và sân, vượt qua đời phiền trược. Thế Tôn, vị này
Khách Gia Quán, chính như ông vừa nói, thuở xưa ông thợ gốm tại quê Hà Linh Gá, và ông được tên gọi là Khatikara. Chính ông lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha. Đối với Phật Ca Diếp, ông đệ tử tại gia, ông viễn ly danh dục phạm thâm thế vật. Thuở xưa ông đồng hương cùng là bạn của ta, như vậy là hội ngộ giữa những bạn thuở xưa, cả hai khéo tu tập mang thân này tối hậu. Và bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng phong rung, chúng con thành kính đảnh lễ cúng thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài Trí Đức, đại đức Quán Không. Chào tất cả quý tôn nữ và quý Phật tử. Cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Nhật Quỳnh và cô Như Quang đã bóp bài và đọc bài phần chánh kinh. Và trước khi vào cái thời giảng giải chia sẻ Phật Pháp, xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, hành lễ tam bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ga Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí viên mãn, ngài đi nhiếp tận vô minh và phiền não. Ngài đã bày dạy bánh xe sinh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Cho phước báo tán dương ân đức ca tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khăn an, chúc tất cả quý tu nữ quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát của ngài vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì trong cái câu Phật ngôn số 4 là mã Khatikara, thì đây là nói về cái vị thiên tử Khatikara trong thời quá khứ, Đức Phật Ca Diếp. Vị này mặc dù là cái một cận sự nam, vì còn bận phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà cái vị này cũng có cái sự cúng dường đến chư tăng, rồi gìn giữ ngũ giới, tạo những cái thiện sự trong đời sống, cho nên sau khi thân hoại mạng chung chấm dứt tuổi thọ ở thì được tái sanh là cái vị chư thiên. Thì trong thời gian thời kỳ Đức Phật quá khứ thì vị này cũng đã từng hộ độ ủng hộ giúp cho các cái vị bãi vị tỳ kheo Ú Bát Cá, Ba Lá Gần Đá, Bút Cú Xà Tý, Phát Đi Giá, Khanh Đá Đề Quá, Bà Hú Rắc Ghi, Bình Ghi Giá,
Những vị này đã nỗ lực tu tập và đạt đến cái vị thánh Nhất Lai, và mấy vị này đã nỗ lực ở cõi hữu tịnh cư, sau đó thì cũng dư niết bàn. Và trong cái thời kỳ đó thì cũng có là bạn của Bồ Tát trong cái thời kỳ đó, thì vị này đã đến và đã trình bạch lên, nói lên cái ý nghĩa của mình. Thì vị thiên tử này đã nói lên cái bài kệ: được sanh vô phiền thiên, bảy tỳ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, siêu thoát đời ái dục. Tức là nhờ cái sự nỗ lực tinh tấn tu tập, bảy vị này đó đã đạt đến đạo quả Bất Lai. Và sau khi hết tuổi thọ ở cõi nhân loại thì bảy vị này sanh về cõi ngũ tịnh cư, tiếp tục tu tập và đạt được niết bàn. Dược bùng họ là ai? Khó vượt lệnh thần chết, sau khi bỏ thân người họ thoát ách chư thiên. Tức là những cái vị này đó đã đạt đến thánh đạo thánh quả và chấm dứt cái đời sống sanh tử luân hồi. Họ là Ú Bất Cá và Phăng Giá La Ngăn Đá với Bút Cú Xà Tý, hợp thành là ba vị, lại thêm Bát Đi Giá Thành Đá Đề Quán cùng với Bình Đi Giá, sau khi bỏ thân người họ thoát ách chư thiên. Thế Tôn, ông nói điều tốt lành về bảy tỷ kheo ấy, họ thoát ly đoạn trừ các cạm bẫy ma vương. Pháp họ biết của ai đoạn trừ hữu kiết sử? Không ai ngoài Thế Tôn, chính thật giáo lý Ngài. Họ biết pháp của Ngài đoạn trừ hữu kiết sử, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư. Họ học được pháp ấy ở đây từ nơi Ngài, nhờ vậy họ đoạn trừ hữu kiết sử trói buộc. Tức là bảy vị tỳ kheo nhờ học cái nghe học cái giáo pháp từ bậc chánh đẳng chánh giác Ca Diếp, mà họ đã tu tập để đạt đến cái thánh đạo thánh quả. 6. Thế Tôn, lời ông nói thâm sâu, khó biết, khó chứng ngộ, pháp ông biết của ai, sao ông không nói được? Cát Tỳ Cà Rá, thở xưa con thợ gốm tại quê Há Linh Đá, và con được tên gọi là Cát Tỳ Cà Rá. Chính con lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha, đối với Phật Ca Diếp, con đệ tử tại gia. Con diễn ly dâm dục, phạm hạnh không thế vật, thời xưa con đồng hương cũng là bạn của họ, do vậy con biết họ bảy tỷ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời phiền trược. Tức là nhờ sự nỗ lực tu tập mà bảy vị này đã đạt đến cái sự giải thoát. Thế Tôn, vậy này Phật Giá Quá, chính như ông vừa nói, thời xưa ông thợ gốm tại quê Há Linh Đá, và ông được tên gọi là Khát Ti Cà Rá. Chính ông lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha, đối với Phật Ca Diếp, ông đệ tử tại gia. Ông diễn ly dâm dục, phạm hạnh không thế vật, thở xưa ông đồng hương cũng là bạn của ta. Như vậy là hội ngộ giữa những bạn thở xưa, cả hai kéo tu tập mang thân này tối hậu. Tức là trong cái thời kỳ đó thì cái vị này cũng là bạn của Bồ Tát.
Cho nên bây giờ trong cái đời kiếp sống hiện tại này, ông ta đến đảnh lễ Đức Phật và đã nói lên cái sự suy nghĩ của mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng dù là thời kỳ quá khứ hay hiện tại, những vị nào có sự cố gắng nỗ lực tu tập, nếu mà là bậc xuất gia thì nỗ lực tu tập trên con đường giới định tuệ thì sẽ đạt đến thánh đạo thánh quả. Còn hàng cận sự nam, cận sự nữ, còn nhiều bổn phận đối với gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, lo lắng cho vợ con được chẳng hạn, không có thể xuất gia được. Nhưng mà nếu mà những cái người này cố gắng gìn giữ về giới, mà căn bản là năm cái giới được tốt đẹp, rồi tạo được những cái thiện pháp như là bố thí cúng dường, hộ độ đến chư tăng, rồi có niềm tin trong tam bảo, thì những cái vị này cũng tạo được những cái thiện nghiệp là những cái nền tảng để trong những kiếp sống tương lai có được một cái đời sống hanh thông tốt đẹp. Và nếu cố gắng nỗ lực tu tập thì cũng sẽ đến đạt đến sự giải thoát. Thì ở đây nó có cái đề cập đến cái vô phiền thiên. Thì vô phiền thiên đó là một trong một cõi của ngũ tịnh cư. Cõi cõi ngũ tịnh cư nó gồm có năm, là vô đọa thiên, vô phiền thiên, thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, vô song thiên. Thì gọi là cõi ngũ tịnh cư là gì á, là những cái vị mà đạo quả A-na-hàm hay là thánh bất lai, thì các vị này sau khi mà đạt đến cái thánh bất lai rồi đó, thì sau khi hết tuổi thọ ở nhân loại thì có thể tái sanh về cái ngọn cõi ngũ tịnh cư này để mà tiếp tục tu tập. Tùy theo cái nguyện vọng của mỗi vị. Có những cái vị thánh bất lai á, đạt được thánh đạo bất lai ở cõi nhân loại, rồi tái sanh về cõi ngũ tịnh cư để tiếp tục tu tập, rồi chấm dứt tuổi thọ thì sẽ niết bàn ở cõi ngũ tịnh cư này. Nhưng mà có những cái vị đó cũng có do cái pháp độ, cái nguyện sau khi mà tạo trữ các pháp độ đó, thì nếu mà trong cái thời gian mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian, thì các vị này có thể tái sanh ở cõi nhân loại và đạt đến đạo quả A-la-hán ngay trong đời sống hiện tại, niết bàn ở cõi nhân loại. Hoặc là trong cái thời kỳ mà không có giáo pháp của Đức Phật, do cái chí nguyện của mấy vị này đó, thì các vị này cũng có thể tái sanh ở cõi nhân loại, tiếp tục tu tập, nhưng mà trở thành những cái vị Phật độc giác, và sau khi giải thoát vô dư niết bàn ở cõi nhân loại. Thì chúng ta hiểu vậy. Còn những vị mà sanh về cõi ngũ tịnh cư, thì cõi ngũ tịnh cư này đó, nó còn có những cái tên gọi như là tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư, hay là nó còn có một cái tên gọi mà thỉnh thoảng quý vị thấy ở trong kinh điển đó, gọi là trung gian bát niết bàn.
nha, nhớ ha. Nó gọi là tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư, hay là trung gian bát niết bàn. Sở dĩ mà gọi là trung gian bát niết bàn đó là cái ý nghĩa của nó là cái nơi để cho mấy vị thánh bất lai tiếp tục tu tập mà để giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi. Các vị này tu tập ở cái cõi này, nhưng mà trong cái cõi này đó thì nó cũng tùy theo các cái pháp độ, các cái ý nguyện của các cái vị thánh bất lai, nó cũng chia ra làm ba hạng. Tức là cái vị thánh bất lai thứ nhất đó là gọi là cái hạnh đức tin, hay là cái vị này có cái trong ba cái đức tin, tinh tấn và trí tuệ, thì cái vị này có cái đức tin nó nổi trội. Thì các cái vị mà thánh nhất lai này sẽ sanh ở những cõi là vô đọa thiên hay là vô phiền thiên. Rồi các vị này nỗ lực tu tập, thì những cái vị này đó phải tiếp tục tu tập từ ở các cái cõi vô tưởng, vô đọa thiên, vô phiền thiên, cứ hết tuổi thọ thì tiếp tục sanh lên những cái cõi cao hơn, cho đến cõi cuối cùng là vô song thiên á, rồi sẽ niết bàn ở cõi ngũ tịnh cư này. Thì cái cõi này, cái tuổi thọ cái cõi mà vô đọa thiên thấp nhất đó là 1.000 a tăng kỳ, rồi vô phiền thiên là 2.000 a tăng kỳ, thiện thiên là 4.000 a tăng kỳ, rồi thiện kiến thiên 8.000 a tăng kỳ, và vô song thiên là 16 a tăng kỳ. Cái vị mà từ cõi vô đọa thiên này cứ lần lượt tu tập hết tuổi thọ cõi này, tiếp tục sanh lên những cõi kế tiếp cho đến cuối cùng, rồi sẽ đạt đến A La Hán và vô dư niết bàn. Rồi cái vị mà có cái hạnh tinh tấn thì sẽ cũng sanh cõi ở cõi mà vô đọa thiên, vô phiền thiên. Thì những cái vị này đó sau khi hết tuổi thọ cũng tiếp tục sanh lên ở những cái cõi cao hơn, tiếp tục nỗ lực tu tập và đạt đến thánh đạo thánh quả, rồi vô dư niết bàn. Còn các vị mà có cái về cái trí tuệ, trí tuệ nổi trội, hay là tuệ căn mạnh đó, hay là còn gọi là các cái vị mà tùy pháp hành, thì các cái vị này sẽ sinh ở những cái cõi như là thiện hiện thiên, thiện kiến thiên, vô song thiên. Các vị này sẽ nỗ lực tu tập và đạt đến giải thoát. Thì những cái vị mà ở những cõi thấp hơn đó thì phải luân lưu và trong năm cõi đó. Rồi cái tuổi thọ mấy vị này là phải kéo dài hết cái tuổi thọ đó thì mới tái sanh lên những cái cõi cao hơn, rồi tiếp tục nỗ lực tu tập. Còn các cái vị mà có cái tùy pháp hành, hay là cái tuệ căn mạnh á, thì mấy vị này sẽ có thể là đạt đến tứ đạo tứ quả, trong không phải chờ hết tuổi thọ, tùy theo cái pháp độ, cái duyên nghiệp của mỗi vị. Có khi có những vị là sẽ đạt đến thánh đạo, tứ đạo tứ quả trong 2/3 cái tuổi thọ, và những vị này sẽ vô dư niết bàn ở cái cõi tịnh cư thiên này, để
giải thích cho nó rõ để quý vị có sự hiểu thêm về cái cõi ngũ tịnh tư. Ha. Thì cái cõi ngũ tịnh tư này đó, hay là tịnh tư thiên, nó là nằm ở trong cái phần cõi tứ thiên. Ha. Thì trong cái cõi tứ thiên này đó, nó gồm có bảy cõi là quảng quả thiên, vô tưởng thiên. Đó. Thì hai cái cõi này đó là những cái vị mà đắc tứ thiền sắc giới. Các vị này duy trì cái tầng thiền của mình chứng đạt cho đến khi mà hết tuổi thọ, thân hoại mạng chung ở nhân loại, thì các vị này sẽ tái sanh về cái hai cõi này, vô tưởng thiên, vô đọa thiên. Còn những vị mà đã chứng đắc đạo quả tam đạo tam quả thánh bất lai thì quý vị này sẽ tái sanh về cõi tịnh tư thiên hay là cõi ngũ tịnh tư để nỗ lực tiếp tục tu tập đạt đến tứ đạo tứ quả rồi vô dư niết bàn ở cõi này. Cho nên là trong cái đoạn này đó, cái vị này đã nói lên là được sanh vô phiền thiên, bảy tỷ kheo giải thoát đoạn tận tham và sân, siêu thoát đời thái trược. Những cái vị này đã nỗ lực tu tập và tái sanh về cõi tịnh cư thiên và đã vô dư niết bàn ở trong cái cõi này. Cho nên trong cái đạo quả giải thoát thì có những vị từ chư thiên tái sanh về cõi nhân loại để đạt đến tứ đạo tứ quả rồi vô dư niết bàn. Cũng có những cái vị đạt đến tam đạo tam quả cõi nhân loại rồi tái sanh về cõi ngũ tịnh cư và vô dư niết bàn ở cõi ngũ tịnh cư. Cho nên thì cái đó là tùy theo cái chí nguyện và tùy theo các cái pháp độ của mọi vị, nhưng mà tất cả đều sẽ đạt đến tứ đạo tứ quả, đạo đứng tận gốc rễ của phiền não, duy tận chặt đứt các cái kiết sử, từ hạ phần kiết sử cho đến thượng phần kiết sử, và sẽ đạt đến cái giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi. Nên về cái ý chính ở trong cái phần tại chánh kinh này thì nói lên là dù tất cả cái giáo pháp của bậc chánh đẳng chánh giác trong quá khứ là hiện tại và cho đến những cái giáo pháp của Đức Phật trong chánh đẳng chánh giác trong ngày vị lai thì đều hướng đến cái con đường giải thoát, là nỗ lực tu tập để diệt trừ tất cả những cái phiền não ở trong nội tâm để đạt đến chứng ngộ những cái pháp cao quý để đạt đến cái sự giải thoát chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta trong đời sống có sự hiểu biết theo những cái lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng đã được các bậc trưởng lão giảng dạy chỉ dẫn, thì chúng ta nếu nỗ lực cố gắng tu tập tùy theo điều kiện của mỗi người, dù là người tại gia cư sĩ hay là hàng xuất gia, nếu mà chúng ta nỗ lực thực hành đầy đủ trọn vẹn các cái bổn phận của mình trên cái con đường giới định tuệ hay là bố thí thì giới tu tiến, thì
mỗi, tùy theo điều kiện của mỗi người, cũng sẽ gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp. Rồi nếu mà chúng ta nỗ lực dung bồi phát triển cái các cái thiện pháp của chính mình, hướng đến cái sự chấm dứt, đoạn trừ tất cả các cái phiền não lậu hoặc ở trong nội tâm, thì cũng sẽ đạt đến cái giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn luân lưu ở trong tam giới này nữa. Chúng ta phải trong đời sống, nếu mà chúng ta có duyên may, chúng ta có gặp được Phật pháp, thì chúng ta cố gắng nỗ lực học tập rồi thực hành để đem đến một cái đời sống an vui, vui trong hiện tại, rồi từng bước tu tập nhờ có cái sự những pháp mà chúng ta thực hành nó hỗ trợ, rồi chúng ta nỗ lực cố gắng dung bồi phát triển các cái thiện pháp để mà chúng ta đạt đến cái sự đoạn trừ tất cả những khổ đau và giải thoát. Thì qua câu Phật ngôn cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức có thể khai ngang, và chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử có thêm được nhiều những cái hiểu biết và nỗ lực tu tập đem đến một đời sống an vui. Với phước báo này kính chúc cho quý vị nhiều sức khỏe, nỗ lực thực hành, và cầu mong tất cả quý Phật tử và vượt qua tất cả những khổ đau thiên tai dịch họa, có một cái đời sống an ổn. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay, để bài học được đạt được nhiều lợi ích tốt đẹp. Và xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị, kính mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy dạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy dạ, Nam Mô Tham Ma dạ, Nam Mô Sa. Dạ, sư mới có 5 giờ 7 phút rồi sư. Sư thuyết pháp nhanh quá. Con chết chắc luôn thưa sư. Còn nhiều thời gian quá. Dạ, một lần nữa con lễ sư Pháp Thanh, con kính đỉnh lễ sư Quán Không. Dạ, con Chí Đức kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con thưa sư, con về cái bài này con nghe sư giảng thì con cũng biết như vậy, nhưng mà về mấy vị mà bậc thánh này thì con cũng không hiểu nhiều cho lắm về thánh tam quả, vị thánh tam quả này. Nhưng mà con cũng có nghe là cái ngày mà một trong cái bảy ngày này thì trong đó có một cái ngày tên là Phát Ti Giá. Mà cái ngày Phát Ti Giá này thì con thấy vị tá mà như vậy, bảy vị này là cùng đắc thánh một lượt hay là đắc tuần tự? Vì con có nghe Phát Ti Giá có vị là 7 tuổi đã đắc A La Hán, rồi có một cái vị tên là Phát Ti Giá mà là vị vua đã xuất gia chung với ngài Ananda chung trước khi mà Đức Phật về tế độ hoàng tộc, thì cũng có một vị Phát Ti Giá nữa. Rồi cũng có một vị nữa là Phát Ti Giá là bị bỏ húc, bị lưu lạc.
thì cái vị này cũng không biết là cái vị phát tí giá này là phát ngày nào, và con cũng không biết là bảy vị này thì có phải là đắc quả Anaham cùng một lượt hay không. Dạ, con cũng chỉ biết là tên là phát tí giá mà con không biết là vị. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích để con hiểu rõ hơn đó là vị nào. Dạ, xin mời đạo tràng cùng có những gì chưa rõ thì mình cùng thảo luận để hiểu hơn. Dạ, con cũng thấy chị Nhật Thành cũng nói là chúng con kính thỉnh sư giảng rộng để chúng con hiểu thêm. Dạ, con cũng kính thỉnh sư giảng rộng hơn để con hiểu thêm, chứ con cũng chưa hiểu lắm về mấy vị này thành tựu ở trong cái hoàn cảnh như thế nào hay là cùng một lượt. Dạ, con kính thỉnh sư giảng giải. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mây Giá, Nam mô Sằng Đà Giá. Thì bảy vị này đó là bảy vị tỳ kheo trong cái thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật quá khứ. Thì trong kinh đó, quý vị nhớ rằng có rất nhiều là những cái vị mà cùng trùng tên với nhau. Ví dụ mà không phải có mình ông sư Pháp Thanh đâu, mà trước đây thì cũng có nhiều vị cũng có là Pháp Thanh rồi. Thành ra là khi mà chúng ta muốn tìm hiểu thì phải trong cái phần chú giải thì nó sẽ các vị có thể nhiều khi nói rõ hơn. Tại vì là cái gì, cái danh từ tục đế thì nó có thể nó trùng lập. Mỗi vị thì cái thời kỳ khác nhau, do đó mà chúng ta đừng có quan tâm thắc mắc về cái danh từ. Ví dụ đâu phải có một mình cô Nhật Quỳnh, một mình cô Kim Nhung đâu, thấy không? Mai mốt cũng có cô Quỳnh Kim Nhung hay là cô Nguyễn Kim Nhung, cô này đó, nó đâu phải mấy, nhưng mà biết cái trong mỗi một cái người như vậy đó thì nó có cái công việc, những cái việc làm nó như thế nào là cái đầu quan trọng. Thành ra đó bảy vị này là bảy vị đã chứng đắc các cái thánh bất lai, tam đạo tam quả. Thì cái trường hợp đắc đạo cũng vậy, tùy theo cái duyên của mỗi người. Cũng có khi cái bảy người này cái chí nguyện là bạn bè cùng thực hành, nếu mà nỗ lực thì có thể cùng đắc một thời kỳ với nhau. Nhưng mà nếu mà cái duyên nghiệp hay là cái hạnh nguyện của mỗi người, mỗi người có cái sự nỗ lực tinh tấn khác nhau, thì cái đạt đến thánh đạo thánh quả cũng cũng khác nhau. Bây giờ là lấy cái trường hợp mà ngài Xá Lợi Phất hay là Sariputta và ngài Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên thì hai vị này trong cái thời kỳ Đức Phật quá khứ cũng vậy, hai vị này là cũng là bạn chí thân với nhau. Rồi trong một cái lần thỉnh Đức Phật và chư tăng đến để cúng dường, thì cái người bạn mới thấy hai vị thượng thủ tinh văn của Phật quá khứ. Cho nên là cái vị này mới phát tâm hoan hỷ, hoan hỷ và có cái chí nguyện
muốn trở thành bậc thượng thủ thinh văn trong cái ngày vị lai, nên là cái vị bá hộ này đó mới làm một cái cuộc lễ cúng dường đại tăng 7 ngày, và sau đó là phát nguyện, rồi cũng khuyên người bạn của mình, khuyên người bạn của mình cũng nên mà nỗ lực tu tập để trở thành cái bậc thượng thủ thinh văn trong ngày vị lai, tức là thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gautama. Thì cái người bạn cũng lấy làm hoan hỷ với cái chí nguyện của bạn mình, và cái vị này đó cũng tạo trữ công đức trệ tăng trong vòng 7 ngày, rồi cùng phát nguyện hai người sau này sẽ trở thành hai cái vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật trong ngày vị lai, và đã được Đức Phật quá khứ quán xét thấy là cái chí nguyện của hai cái vị bá hộ này đó có thể thành tựu, và các ngài đã thọ ký cho hai vị này. Thì chúng ta biết rằng đó, mặc dù là hai người bạn chí thân với nhau, không? Nhưng mà đó, nhưng mà cái duyên nghiệp của mỗi người, thì cái người mà đạt đến thánh đạo trước, khi mà nghe ngài A Sa Chí nói lên cái câu kệ, thì ngài Xá Lợi Phất đã bước vào thánh đạo, tức là đạt đến thánh nhập lưu trước. Rồi ngài Xá Lợi Phất sau về mới kể lại, lặp lại cái lời dạy của ngài A Sa Chí cho ngài Mục Kiền Liên nghe, và sau đó thì ngài Mục Kiền Liên nghe cái sự lặp lại cái giáo pháp của Đức Phật qua cái lời dạy ngắn gọn của ngài A Sa Chí, ngài Mục Kiền Liên cũng đạt đến thánh nhập lưu. Rồi hai người cùng đi đến để đảnh lễ gặp Đức Thế Tôn. Thì tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người, chứ không phải là cùng nhau, không? Ví dụ cái trường hợp của năm vị Kiều Trần Như, thì các vị này đó cũng tạo trữ và cái chí nguyện để đạt đến, nhưng mà cái nguyện vọng của ngài Kiều Trần Như đó, ngài làm rất nhiều cái công hạnh, các cái phước báo với cái chí nguyện là cái người đầu tiên, cái người đầu tiên đạt đến cái thánh đạo của Đức Phật trong ngày vị lai, cho nên là ngài Kiều Trần Như đạt đến cái thánh nhập lưu đầu tiên của giáo pháp, cho nên là coi như ngài là cái vị là sau khi mà Đức Thế Tôn chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác, thì ngài Kiều Trần Như là cái vị thánh đầu tiên trong cái giáo pháp của Đức Phật. Rồi lần lượt mấy bốn vị kia cũng đạt đến thánh đạo thánh quả. Rồi sau khi mà Đức Thế Tôn thuyết xong cái thời pháp bài kinh chuyển pháp luân, thì năm vị này đã trở thành bậc thánh hữu học. Rồi Đức Thế Tôn thuyết tiếp cái bài kinh vô ngã tướng. Sau khi thuyết xong cái bài kinh vô ngã tướng đó, thì lần lượt các cái vị này cũng chứng đắc đến tứ đạo tứ quả hay là thánh A La Hán. Chứ không phải là cùng một lúc năm vị cùng đắc. Thành ra tùy theo cái duyên nghiệp, cái trí tuệ, cái sở hành, các cái pháp độ của mỗi vị mà nó chứng đắc nhanh chậm trước sau,
Nhưng mà điều cái là cái chí nguyện, cái sự nỗ lực của mình thì sẽ đạt được. Thí dụ vậy, có trong trường hợp quý vị bây giờ thì ta tổ chức thi một lần nó cái số lượng mà thí sinh nó đông, chứ hồi xưa thì đâu có điều kiện để mà tổ chức những cái cuộc thi mà cái số lượng mà thí sinh đông như vậy, thấy không? Thành ra là cũng có người thi thi trước thi sau rồi. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Các vị này cũng đạt đến những cái học vị được chứng nhận đã trải qua cái kỳ thi như vậy, đã có những cái vị gia quan giám khảo hoặc là các cái kỳ sát hạch kiểm tra cái trình độ để người ta chứng nhận là cái vị này đó đã đạt đến cái trình độ như vậy như vậy. Còn trong cái sự mà đạt đến thánh đạo thánh quả thì đó là cái sự nỗ lực với cái sức mạnh trí tuệ hay là tuệ lực nó đủ khả năng để đoạn trừ tất cả những cái phiền não hay là nói là cái gương trí tuệ đó, nó chặt đứt những cái thằng thúc những cái kiết sử, hạ phần kiết sử cho đến thượng phần kiết sử. Thì ngay giây phút nào mà cái tuệ giác nó đủ khả năng để sát trừ chặt đứt thì lúc đó là chúng ta cái vị đó sẽ đạt đến thánh đạo thánh quả. Thành ra đó, cái đạt đến mà cái đạo quả mình không có thể nói được, chỉ trong tích tắc. Thì quý vị học cũng thấy là có nhiều vị nhiều vị cái duyên đã tạo trữ đầy đủ rồi. Cái vị Sa Di 7 tuổi mà ông thầy trong cái buổi lễ xuất gia thì thường ông thầy dạy về các cái tính chất quế trược của cái thân ngũ quẩn này, thấy không? Là tóc lông móng ha, tóc lông móng răng da gì đó ha. Thì cái ông thầy ông đọc cạo, khi mà cạo tóc cho cái vị mà giới tử để chuẩn bị xuất gia Sa Di, ông thầy cũng đọc kê sa, vừa cạo thì cái nhát dao đó cạo cái tóc, cái vị này triển khai cái tuệ quán. Tại vì những cái điều kiện cái vị này đã đầy đủ hết rồi, chín mùi rồi, cho nên cái vị này triển khai tuệ quán quán sát theo cái lời dạy và thấy được cái gì, cái tóc nó rớt xuống nó ở trên đầu mình thì nó ấy, nhưng mà khi mà nó rớt xuống rồi nó là gì, nó là cái vật ô uế chứ nó có gì là quý trọng vậy đó. Thì sau khi mà cái vị này mà triển khai tuệ quán và đạt đến cái trí tuệ giải thoát cho nên là tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người. Còn có vị thì nhìn gì, nhìn cái người là phải uống công những cái thanh gỗ rồi đào những cái rãnh đó để dẫn nước rồi vị này mới khởi lên cái tâm mà những cái vật vô tri vô giác mà người ta còn điều khiển được. Còn cái tâm của mình tại sao mình không có điều khiển để đạt đến cái sự giải thoát cho nên cái vị này bắt đầu trở về cốc rồi bắt đầu triển khai thiền quán để đạt đến cái tuệ giác thì cái đó là mình không có nói được. Tùy theo cái duyên nghiệp, cái chí nguyện và các cái pháp độ của mỗi vị sẽ đạt đến như thế nào đó, thấy không? Thành ra quý vị thấy không, trong một cái quý vị trồng cây trong một cái chậu đi
nó giống nhau, mình cũng bón phân tưới nước, cũng chăm sóc như nhau. Nhưng mà sẽ có những cái cây á, nó cho hoa sớm. À, ví dụ quý vị trồng trong một cái chậu 4 cây, 5 cây, nhưng mà đâu phải 5 cây nó đồng loạt nó cho, nó trổ qua một lượt đâu. À, có cái nó trổ sớm, có cái nó trổ muộn. À, tùy theo cái điều kiện, à, cái phát triển của cái bộ rễ. À, mặc dù mình trồng công thức như nhau đó, ngày nào cũng tưới như nhau, dùng bón phân thường như nhau, nhưng mà do nhân duyên của mỗi bộ rễ thì nó nhanh chậm nó khác nhau. À, nhưng mà cái quan trọng là gì, nó đưa đến cái kết quả tốt đẹp. À, ra có những cái chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải là bãi vị này cùng đặt một lúc rồi cùng tái sanh về trên cái cõi ngũ tịnh cư, rồi tiếp tục tu tập giải thoát cùng một lúc với nhau, thì cũng phải vậy. À, đó, nó có mỗi người thì có cái chí nguyện, rồi mỗi cái tạo trữ công đức, các cái phước báo, cái tệ lực của mỗi người nó cũng có thể nhanh chậm khác nhau, chứ không phải ai cũng như ai. À, xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, sa thứ, dạ, con kính tri ân sư đã giảng rộng hơn về bài học để cho chúng con được hiểu thêm ạ. Dạ. Dạ, con kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, con kính chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, thưa sư, về cái bài học bảy vị này mà cùng đắc đạo quả, cùng nhau để đắc đạo quả và được tái sanh về cõi ngũ tịnh cư đó thưa sư, thì mình có hạnh nguyện như thế nào để mà bảy vị này có hạnh nguyện như thế nào để cùng nhau mà tu tập, mà cùng nhau đắc được một cái vị, một cái quả vị cao tột như vậy, tức là mình phải có một cái chí nguyện như thế nào. Dạ, con cũng còn thắc mắc là khi mà mình trong cái cuộc sống mà thì mình làm sao cùng bạn đạo với nhau, mình cùng đi chùa, cùng học pháp với nhau, thì mình cũng có chí nguyện như thế nào để đời sau mình chưa có được đắc thánh được thì mình cũng sẽ cùng nhau để mình tu tập tiếp. Thì mình ngoài cái hạnh nguyện là mình là bạn với nhau, thì còn những cái gì để mình có cái hạnh nguyện như thế nào để mình gặp nhau, cũng như vợ chồng con cái cũng vậy. Nếu mà mình thấy mình hợp nhau thì mình có những hạnh nguyện như thế nào để đời sau mình lại. Dạ, con kính thỉnh sư giảng giải giúp con thưa sư. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì ở đây xin nhắc lại cái lời giải của Đức Phật nha. Chứ hôm nay không phải là cô hỏi thì sư lặp lại cái sự chỉ dạy của Đức Phật đối với hai chồng của ông Bà La Môn. Mà hai vị vợ chồng Bà La Môn này đó, trong thời kỳ quá khứ đã từng là cha mẹ của Bồ Tát trong nhiều kiếp sống. Cho nên là hai cái ông Bà La Môn này, vợ chồng Bà La Môn này, khi mà gặp Đức Phật ấy, thì hai vị này mới nói là kêu là con, trời ơi, con đi đâu lâu quá mà con không về thăm cha mẹ. Ha, do cái tâm luyến ái trong nhiều kiếp sống á, nhờ cái nhân duyên đó mà Đức Thế Tôn đã thuyết pháp và hai ông vợ chồng Bà La Môn này đã trở thành bậc thánh nhập lưu. Bởi vì biết rằng cái bậc thánh nhập lưu đó
thì mới đoạn trừ có ba cái kiến sử, thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Nhưng cái tâm mà luyến ái với nhau cũng vẫn còn. Thì ông Bà La Môn mới nói là bây giờ bạch Đức Thế Tôn vậy chứ mà hai vợ chồng của tôi đó là hồi đó giờ sống là rất là quý mến nhau, không hề có một cái sự cãi vã, không có làm cái gì để mà phiền lòng nhau đó. Rồi nếu mà giờ chúng con muốn gặp nhau đó, tiếp tục trong cái đời sống tương lai đó, thì phải thực hành những cái pháp nào, thì Đức Phật mới dạy sao biết không, là có hai cái đồng tính, đồng giới. Tức là sao, khi mà mình muốn gặp nhau trong tương lai đó thì mình có cái niềm tin đó, cùng với nhau. Thấy không? Ví dụ bây giờ cô Hồng Nhung với cô Hồng Mai, bây giờ mình muốn đi lên Đà Lạt để mình đi chơi, thấy không? Hai người phải có cái ý, cái tác ý, cái muốn này đi cùng với nhau. Tại sao? Hai người phải đặt vé cùng một chuyến, đó. Lên xe cùng một chuyến với nhau, thì hai người sẽ đi đến Đà Lạt cùng một lượt với nhau. Chứ còn bây giờ hai người muốn đi Đà Lạt cùng nhau, nhưng mà là một người bận công chuyện, thôi bây giờ chị đi trước đi, tôi bữa hai bữa sau tôi lên, thấy không? Đó, đi không cùng một lượt với nhau làm sao mà đến Đà Lạt cùng một lúc với nhau được đó. Cho nên là cái niềm tin á, niềm tin nó phải cùng nhau. Rồi á, phải giữ giới cùng nhau, thấy không? Bây giờ là cái người này giữ năm giới, người này cũng giữ năm giới, người này giữ tám giới, người này cũng phải giữ tám giới, người này giữ mười giới, người này cũng phải giữ mười giới đó. Thì khi mà thực hành như vậy đó thì giống như bây giờ mình đi mua vé xe, mình mua vé xe, bây giờ nếu mà mua hạng giường nằm thì hai người cũng cùng mua hạng giường nằm với nhau hết. Còn nếu mà mình mua ghế hạng nhất thì mình cùng ghế hạng nhất hết thì mình mới ngồi chung nhau. Còn người mà mua giường nằm, người mua giường cái ghế ngồi đó, thì làm sao mà cùng với nhau được, thấy không? Đó, đồng tính, đồng giới. Rồi gì? Trong các cái thiện sự đó mình làm cùng với nhau. Thí dụ như bây giờ cô Hồng Nhung biết là có lễ trai tăng ở chùa thế này mà cô Kim Nhung không biết, thì mới nói với bạn mình bữa nay ở chùa Siêu Lý, chùa Trúc Lâm gì đó, bữa nay có để bác cúng dường chư tăng, bữa nay có bác hội, chị chuẩn bị đi rồi mình đi đặt bác. Hoặc là cô Kim Nhung biết là ở chùa gì đó có làm lễ dân y hay gì đó, thì mình cũng sách tấm với nhau, rủ cô Nhật Quỳnh, chị Nhật Quỳnh bây giờ bữa nay có đặt bát cúng dường, có làm lễ đây tăng, có xuất gia gì đó, chị có điều kiện không cùng đi để mà mình tạo phước nha. Đó, thì trong những cái thiện sự này nè mình làm cùng với nhau. Rồi hoặc là bây giờ có khóa thiền, có khóa thiền ở trường thiền này trường kia gì đó, chị có ấy không, mình đi lên dự 7 ngày để mình hành thiền rồi kia nọ. Thì trong các cái thiện sự này nè là mình sách tấm rồi mình cùng nhau mình thực hành
giống nhau hết, bằng nhau hết, thì trong tương lai là mình sẽ, hai vị này sẽ còn gặp nhau. Đó, trường hợp ngày ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Quyền Liên hồi nãy sẽ kể đó, hai người cùng hỗ trợ sách tấn, giúp đỡ nhau trong cái thời kỳ quá khứ, tạo trữ các cái công đức phước báo, nhưng mà mỗi người có cái chí nguyện khác nhau. Ngài ngài Xá Lợi Phất là cái chí nguyện ngài trở thành là vị thượng thủ thinh văn, với cái trí tuệ. Còn ngài Mục Kiền Liên là trở thành cái vị mà thượng thủ thinh văn về nổi trội về thần thông, thì cùng gặp nhau, nhưng mà chí nguyện của mỗi người, của ai thì nấy thực hành, đó, thành ra đó là chúng ta cùng thực hành, cùng có niềm tin, cùng thực hành cái giới, cùng tạo trữ các cái công đức phước báo, nhưng mà mỗi người có cái chí nguyện thì mình thực hành theo cái chí nguyện mình. Thì trong, nếu mà chúng ta làm đầy đủ và các bổn phận, tạo trữ đầy đủ các pháp độ, thì trong tương lai con gặp nhau. Còn nếu mà cái mình có nó khác nhau về cái tính, cái niềm tin nó không đồng nhất với nhau, hoặc là giữ giới không có đồng nhất với nhau, rồi trong tạo trữ các cái thiện sự, các pháp độ nó chênh lệch nhau, thì không bao giờ, không bao giờ có thể gặp nhau ở trong tương lai. Không? Một người mua vé xe đi về dưới miền Tây, đi về Cần Thơ, còn người mua vé xe đi lên Lâm Đồng, Đà Lạt, thì làm sao gặp nhau được. Đó, thành ra nó có những cái điều kiện như vậy á, đồng tính, đồng giới, và tạo trữ công đức phước báo đồng với nhau, thì sẽ gặp nhau ở trong tương lai. Còn nếu nó có sự khác biệt thì cũng có thể gặp nhau, nhưng mà có lúc không gặp trong cái điều kiện giống nhau như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên nha. Đó, thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nó mỗi thời gian. Dạ, sa thứ. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, tức là mình khi mà mình muốn, mình thấy một người bạn đạo nào, hay là mình thấy một muốn gặp đời lần sau, mình muốn gặp nhau nữa, thì mình phải đồng hạnh nguyện, đồng giới tính và cùng làm với thiện sự với nhau. Dạ, nhưng mà cũng có khi nó cũng oan trái, mình cũng không muốn gặp nữa, mà nó oan trái thì mình lại gặp. Cũng giống như bên trong đời này mình cũng gặp những người, nhưng mà mình cũng cảm thấy là mình cũng không được vui vẻ lắm, thì nó cũng gặp nhau như vậy, là mình cũng đâu có muốn gặp người đó đâu, nhưng mà cũng vẫn phải gặp nhau để trả nợ với ông sư. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con thưa sư, con khi mà con nghe cái những cái vị mà bất lai á, thì con thấy rất là nhiều tên, Thánh Tam Quả, rồi Thánh Anaham, rồi con còn nghe là Trung Bang Bất Lai, rồi Sanh Bang Bất Lai, rồi Vô Hành Bang Bất Lai. Nói chung nó nhiều, nhưng mà con cũng không hiểu cái ý nghĩa của những cái từ này, hay là nó cũng chỉ cho là Anaham thôi, nhưng mà nó có nhiều tên con cũng không hiểu nữa. Con nghe rất là nhiều vị nói như vậy, cũng như hồi nãy con nói vô đọa thiên. Rồi con lần đầu con nghe là cái vị đó là vô đọa thiên, con chưa nghe cái từ ngữ này. Như vậy có phải là nó có mang những cái ý nghĩa khác nhau không, hay là nó cái cách tên gọi của những là khác nhau thôi, tên gọi khác nhau nhưng mà ý nghĩa thì nó
giống nhau. Dạ, con kính gửi mic đến sư. Dạ, con sư giải thích để con hiểu thêm về về vấn đề này. Nam mô Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Thì ở đây đó, tại vì trong kinh điển thì chia ra nó có từng bậc với nhau, nhưng mà mình không phải mình hiểu là giống như là nó phải có từng cái cõi riêng vậy đó, không phải. Thí dụ ha, thí dụ trong cái cõi sơ thiền, những cái vị mà hành giả mà chứng đắc về cái tầng thiền sắc giới sơ thiền á, thì nếu mấy vị này là giữ gìn các cái chi thiền của mình tốt đẹp cho đến khi mà hết tuổi thọ, thì mấy vị này sẽ sanh về cõi sơ thiền. Thì cõi sơ thiền ở đây nó chia ra làm ba, là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Thì đây mình đừng nghĩ là nó có cái cõi phạm chúng thiên là riêng, phạm phụ thiên là riêng, phạm đại phạm thiên là riêng, phải không? Là cái cõi đó những chúng sanh này cùng cộng trú với nhau, nhưng mà do cái phước báo, cái sự tạo trữ công đức phước báo nhiều ít mà nó có cái sự chênh lệch trong cái khi chứng đắc sơ thiền như nhau, chứng đắc tầng thiền như nhau, nhưng mỗi chúng sanh có tạo trữ công đức phước báo cái pháp độ nó khác nhau, cho nên đó là những người mà cái phước nó kém á, thì là sanh là phạm chúng thiên. Đại khái giống như là dân chúng vậy đó, không? Rồi mấy người mà có phước cao hơn chút, cái phước nó cao hơn, nổi trội hơn, sanh là phạm phụ thiên, giống như mấy ông quan cai quản người dân, không? Đó. Rồi cái vị mà có phước mà nổi trội nhất, cao nhất thì là đại phạm thiên, là giống như ông vua đó. Thì trong cái cõi sơ thiền này là nó gồm có ba cõi vậy đó, rồi những cái chúng sanh này cộng trú sống nhau trong cái cõi đó, không? Thì cái trên cái cõi ngũ tịnh cư đó, nó có năm cõi như nãy tôi nói đó, nó có năm cõi, tại vì có cái sự chênh lệch nhau về cái sự thực hành, cái người nổi trội về cái đức tin gọi là tính quyền mạnh, rồi có người á thì nổi trội về cái sự nỗ lực tinh tấn thì gọi là tính quyền mạnh, thì hai vị này sẽ luân lưu ở những cái cõi là vô đọa thiên, vô phiền thiên, thiện hiện thiên. Còn mà cái vị mà có cái tuệ quyền, cái tuệ quyền mạnh hay là gọi là cái gì mà thì những cái vị mà có cái trí tuệ á, cái tuệ quyền mà mạnh á, thì sẽ sanh ở những cõi là thiện kiến thiên, là vô song thiên đó. Thành ra nó tùy theo mà những cái vị này đó, nếu mà sinh ở những cái vị mà có cái tính quyền mạnh hay là tấm quyền mạnh á, thì phải luân lưu từ cõi vô đọa thiên, tức là cõi thấp nhất trong cõi ngũ tịnh cư, các cái tuổi thọ cứ chấm dứt tuổi thọ ở cõi này, tiếp tục sanh lên đến cái cuối cùng thì mới vô dương niết bàn. Còn mấy vị mà có cái tệ quyền mạnh sanh ở thiện kiến thiên hay là vô song thiên đó, thì mấy vị này sẽ vô dư niết bàn sau khi mà đã đạt đến tứ đạo tứ quả.
Còn cái vấn đề mà cái danh từ đó thì tùy theo mỗi vị dùng cái danh từ, thành ra mình không biết hết đâu. Nhưng mà quý vị cứ nhớ rằng hả, mấy vị nào mà sơ đạo sơ quả là cái vị thánh tầng thánh thứ nhất ha, sơ đạo sơ quả là tầng thánh thứ nhất, là nó nhiều tên gọi là thánh nhập lưu gì đó. Nhưng mà cái mình cứ căn cứ vào cái đạt đến cái tầng thánh thứ mấy, chứ còn nó nhiều cái tên gọi khác nhau, nhưng mà cái căn bản mình nắm ngay cái gốc tên diệu quyết. Nhưng mà hả, mà thánh đạt tầng thánh thứ nhất sơ đạo sơ quả là nó là như vậy. Vị này chỉ mới đoạn trừ được ba kiết sử thôi ha. Rồi tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba nó như thế nào thế nào, thì tùy theo mỗi vị sử dụng cái ngôn từ. Có khi ta muốn dùng những cái ngôn từ lạ lạ, rồi cái từ Hán Việt tùm lum lắm, đâu nhớ hết không? Nhưng mà mình nắm ngay cái gốc là nó không có sai lệch vậy đó. Còn như hồi nãy sư nói thì gọi là tịnh cư, rồi ngũ tịnh cư. Ngũ tịnh cư thì nó năm cõi, trung gian bát niết bàn là gì, nó cái khoảng giữa, nó khoảng giữa giữa cái hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Thánh Nhất Lai tái sanh lại còn một kiếp nữa, phải không? Trung gian là nó khoảng giữa, bây giờ mấy vị này nó ở khoảng giữa, cái hữu dư và cái vô dư. Rồi sau khi mà đạt đến cái tứ đạo tứ quả thì vô dư niết bàn. Cho nên là tùy theo cái mỗi vị dùng cái ngôn từ khác nhau, nhưng mà mình nắm vững ngay cái gốc. Hả, là sơ đạo sơ quả là thánh thứ nhất, nhị đạo nhị quả là thánh thứ hai, tam đạo tam quả là thánh thứ ba, và tứ đạo tứ quả thánh thứ tư, vậy thôi. Còn gọi là cái gì đi chăng nữa đó thì sao, nó là cái danh từ, cái ngôn từ mà thôi. Còn mình nắm ngay cái căn bản, cái gốc thì nó không có sai lệch. Chứ còn mình cứ dùng cái ngôn từ á thì bắt đầu mình có sự tranh cãi, còn mình nắm ngay cái căn cái gốc của nó thì không có chênh lệch được. Nói gì thì nói, tên gì thì tên, mà sơ đạo sơ quả thánh thứ nhất thì mới chỉ đoạn trừ ba cái là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, nhiều đó thôi. Thì khi mà mình học mà mình nắm vững về cái căn bản, cái gốc của nó thì sẽ không có sự sai lệch. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô sức khỏe vui, nó mô thầy giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Thanh, Sư Quán Không, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, hồi nãy con nghe sư giảng về cái phần mà cái có cái nguyện đó sư, thưa sư, giống như là cô Kim Nhung với cô Hồng Mai của nguyện, rồi chẳng hạn như là những cái người như ví dụ như mấy người bạn đạo mà khác cái quốc độ thì không có được. Nhưng mà sư nói là đồng tính và đồng giới, thì con nghe nói thêm có cái phần và đồng trí và đồng thí nữa, nhưng mà nó cũng hơi khó. Là ví dụ như con thấy mấy người bạn đạo mà nếu mà học giỏi, chẳng hạn như cô Kim Nhung ví dụ như vậy, cổ kệ hay, học vi diệu pháp giỏi, rồi lớp nào cổ vô cổ học con cũng chạy theo, mà cái trí con nó không có theo kịp thì cũng khó, thưa sư. Nhưng mà ngoài bốn cái tứ đồng như vậy đó, mà tại sao không có đề cập tới đồng tử thôi sư?
Tại vì ví dụ pháp mà nếu mà một người mà đi trước rồi cái người kia đi sau thì lại không có, giống như là con coi phim kiếm hiệp đó, là nguyện không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng mà chết cùng ngày cùng tháng cùng năm thì người ta mới thành hảo hán với nhau được. Tại sao không có cái đồng tử trong đó? Sư có thể giảng rộng cho con cái điểm này để con được hiểu thêm mà. Con xin dâng biết tới sư ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ngà Giá. À, thật sự ra đó, trong tiểu thuyết rồi phim ảnh rồi nói cho vui vậy chứ, sự thật ra đó, có những người do cái duyên nghiệp không có nguyện với nhau mà chết cùng nhau. Quý vị thấy rằng có những cái tai nạn trên xe đó, mười mấy hai chục người. Do cái tai nạn cả xe cùng chết, chiếc máy bay là trên đó là mấy trăm người, khi tai nạn xảy ra mấy trăm người chết hết, mà mấy người này có nguyện nha không? Đâu có nguyện, nhưng mà do cái duyên nghiệp nó đưa đẩy, tại vì hồi đó cả một cái nhóm này nè làm những cái điều gì bất thiện rất là mạnh nè, cho nên cái cộng nghiệp với nhau, cộng nghiệp với nhau, cho nên đến khi chết rồi đã chết một lượt, không còn á. Dù có nguyện đi chăng nữa, quý vị thấy á, là ba nhân vật Lưu Bị rồi Quan Vân Trường rồi ông gì nữa đó, ba người kết nghĩa huynh đệ nhau, nguyện chết cùng lúc đâu có đâu, ông chết trước ông chết sau, thấy không? Hai người sanh ra anh chị em song thai đó, nhưng mà điều đấy là cũng trước sau, không có ai mà ấy, chỉ trừ ra là những người này cộng nghiệp với nhau mạnh mẽ, thì có những lúc do cái quả bất thiện nó đến, cái quả bất thiện, cái gọi là cái chướng nghiệp nó quá mạnh, nó có cái khả năng nó đoạn trừ cái đời sống thì mới chết cùng nhau thôi. Không? Quý vị thấy ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên cũng hai vị cũng trước sau chứ đâu phải là cùng một lúc đâu. Thành ra cái cùng tử nó khó lắm. Cùng tử muốn nguyện cũng chưa chắc là được, mà không nguyện nhưng mà do cái duyên nghiệp từ quá khứ cộng nghiệp với nhau, thì cùng lúc có thể là nó đoạn trừ, nó cắt đứt cái đời sống cùng một lúc. Thành ra ta nói rằng sanh thì có hẹn nhưng mà tử bất kỳ. Quý vị thấy rằng bây giờ cái khoa học y học tiến bộ, bây giờ người ta có thể người ta muốn sanh giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào là người ta làm được, thấy không? Cái trường hợp bây giờ ông này đi coi lấy cái gì đó, đó là ngày tháng năm sinh của cái đứa bé đó, có thể nhờ vào y học can thiệp mổ lấy đứa bé ra ngay cái giờ đó, phút đó kia nọ, người ta có tiền mà, nhưng mà sao không có thể thay đổi được cái nghiệp của đứa bé này. Cái nghiệp của nó đã tạo trữ rồi là không thể nào mà thay đổi, mặc dù là tính toán là ngày đó tốt, tháng đó tốt, giờ đó tốt, rồi là
yêu cầu với bác sĩ là giờ đó là mổ để lấy đứa bé ra. Nhưng mà cái nghiệp là không thể nào thay đổi, nó là cái định luật bất di bất dịch, không thể nào ai có khả năng nào mà sửa đổi được hết rồi. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng cái về cái định luật nghiệp báo nhân quả nó là bất di bất dịch, không ai quyết định được cái chết của mỗi chúng sanh hết, ngoại trừ chính những người đó. Nếu mà hồi đó cùng nhau bạo trữ những cái bất thiện mạnh mẽ thì sẽ chết cùng nhau, chứ không phải là làm lập thề thốt rồi này kia, không có đâu. Thành ra chúng ta nhớ rằng có những cái pháp tục đế của thế gian, trên phim ảnh rồi nói này kia nọ, rồi kết nghĩa huynh đệ rồi thề thốt rồi cho nó vui vậy đó, chứ sự thật ra đó tất cả cái sanh tử là đều do cái định luật nghiệp báo nó chi phối. Mà định luật nghiệp báo này nó không ai có thể can thiệp, không ai có thể mà điều khiển nó được hết, thấy không? Bây giờ á, người ta có khả năng kéo dài thêm, cái người này á là giàu có, con cái rồi ở xa, bây giờ họ hấp hối sắp chết rồi, có những cái thuốc mà để kéo dài thêm thời gian để chờ con cái rồi nó về nó gặp mặt, chích vô để kéo dài, nhưng mà nó biết đâu được cái còn thở thôi thớp đó, nhưng mà cái thức tái sanh nó đã đi rồi, sao không? Bởi vậy nó gọi là chết lâm sàng đó. Cái người này chỉ còn đời sống thực vật, còn thở thôi thớp đó, còn cái hiểu biết, cái trí tuệ, cái nhận thức là nó không còn. Cho nên có thể trong cái giây phút đó là cái thức nó đã đi tục sanh rồi, còn cái sắc pháp nó nằm đó thôi. Thành ra chúng ta khó mà biết được lắm. Và cái định luật nghiệp báo sanh tử thì nó là không ai có thể mà điều khiển hay là làm theo cái ý muốn, dù là cho có thề thốt, thề non hẹn biển đâu gì đó, chưa chắc là nó sẽ diễn ra đúng như cái ý muốn. Xin giải thích cái thắc mắc của chú Giang nhé nè. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui, nó mùa mưa thời gian. Dạ, sa thú, dạ con xin tri ân sư. Dạ, như vậy có nghĩa là cái sự mà trong hứa hẹn trong tương lai là hầu như là bất định rồi. Như vậy sư có thể chỉ một chút xíu là tụi con nếu mà có muốn tu tập mà muốn nguyện thì là có phải là nguyện luôn luôn gặp chánh pháp, thì như vậy là cái lời nguyện khôn khéo không thưa sư? Dạ con xin, có câu hỏi như vậy thôi, con xin dâng với tới sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì khi mà chúng ta nguyện á, chúng ta nên nguyện là do những cái phước báo mà chúng con đã từng tạo trữ, là nhân là duyên, trong cái dòng sanh tử luân hồi luôn luôn gặp được chánh pháp, tiếp tục tu tập cho đến khi giải thoát. Đó là cái chí nguyện mà mình cao cả, không? Chứ đừng có nguyện trong kiếp và tương lai gặp sư Pháp Hạnh nữa, không có, nhiều khi không gặp, không? Trên đường đời xuôi ngược mà kẻ trước người sau, rồi mình nguyện mình gặp chi? Cái kiếp này là mình cũng có nhân duyên thì mình mới gặp, nhưng mà mai mốt là gặp ông khác, đừng gọi Pháp Thanh nữa, không?
đó. À, tại vì những vị mà có nhân duyên mình sẽ gặp nhau để mình học hỏi, mình cùng nhau trao đổi để tu tập, còn khi nọ sắp tấm nhau. Cái toàn đâu phải là kiếp nào mình cũng gặp nhau được, thấy không? Đó, cho nên là chúng ta nguyện là gặp được chánh pháp, là cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Giống như mình đang lên trên trôi biển, bây giờ mình cứ chăm chú vô cái ánh sáng của cái ngọn đèn hải đăng ha, thì mình cứ phăng phăng mình đi tới hoài ngay chỗ cái ngọn đèn đó thôi, thì mình sẽ đi đến bờ, mình sẽ cập bến an ổn ha. Còn mà mình còn nguyện chỗ này chỗ kia thì càng khổ thêm chứ gì hết. Còn lên đên ở trên biển lúc nào thì còn phải sợ cá mập, cá xà, sợ sóng to gió lớn, sợ bão tố phong ba nhấn chìm mình, không? Cho nên mình đi chú tâm, mình đi thẳng một con đường đó thôi. Kiếp nào mình cũng gặp được chánh pháp để nỗ lực tu tập để đạt đến cái sự giải thoát. Đó là cái chỉ nguyện cao cả nhất, mình chỉ nguyện bao nhiêu đó thôi. Xin giải thích cái thắc mắc của chú dân nha. Chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con kính lên lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lên lễ Sư Trí Đức, con kính lên lễ Sư Pháp Thanh, kính lễ Tuệ Đức Sư Quán Không, kính chào quý cô tu quý, kính chào toàn thể độ tràng. Dạ, thưa sư, thấy sư nhắc đã đến cái tình bạn giữa con và Hồng Nhung, thì con cũng với Giang Nhật Hà nhắc, cho nên con cũng rất là quan hỷ. Vậy thì như sư nói là giả sử như là mình muốn là trên trong đời này và trong những cái kiếp luân hồi của mình đó, mà muốn là được có nhân có duyên để mà cùng đi chung một con đường, thì trước hết là mình phải có cùng chung một cái chánh kiến, không thưa sư? Nghĩa là mình phải tác ý là mình luôn gặp được chánh pháp và mình có chánh kiến và chánh trí để trợ cho cái niệm và định của mình. Thì nhưng mà như Giang Nhật đã nói, giả sử như bạn Nhung thì học có nhiều cái giỏi hơn con, nhưng mà con thì có những cái khả năng khác, chẳng hạn như là về ngoại ngữ, thì hai cái có thể bổ sung cho nhau không? Bạn Nhung thì thường á, thì trong cuộc sống thì bạn Nhung hay thúc đẩy con cái việc mà cố gắng tu tập rồi thiền tập, nhưng mà cũng như sư biết đó, thì mỗi người có một cái duyên nghiệp khác nhau. Con cũng có những cái chướng duyên, có những cái mà trắc trở, những cái mà không có thể nào mà thuận duyên để mà đừng đi thiền tập, nhưng mà cũng sẽ rất là cố gắng nỗ lực. Vậy thì nếu mà mình như lý tắc ý, mình tắc ý mạnh là mình lúc mà mình cũng khi mà sau khi thiền tập thì mình luôn cũng tác ý là sau này đời này kiếp này và trong quá trình luân hồi cho đến đạo quả giải thoát, thì mình sẽ gặp người bạn này để cùng tu tập, để cùng tiến trên con đường đi đến đạo quả giải thoát, thì có được không thư? Hoặc là mình phải làm gì nữa, hoặc là phải đạt được cái gì để mà cho cái quá trình mà trong cái quá trình luân hồi của mình được gặp lại những cái người bạn đạo đó, giống như là con sẽ gặp lại bạn Nhung. Vậy thì con cũng phải cố gắng nỗ lực để mà cùng như là cân bằng với bạn, để mà
sau này tương lai trong kiếp luân hồi sẽ gặp được nhau, có phải không thưa sư? Dạ con xin sư trả giải đáp cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mày Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thật sự ra đó, cái vấn đề mà mình mong cầu nó là một chuyện, còn cái vấn đề mà nó thành tựu không nó là một cái chuyện khác nữa. Chứ không phải cái gì mình cầu ước mà mình ước cái gì mình cũng là đạt được, mình cầu cái gì mình cũng đạt được thì không có ai khổ đau, phải không? Quý vị thấy rằng có nhiều cái định nói gì nội ở trong gia đình đi, có những cái gia đình á là người vợ thì có tính tâm nhưng mà người chồng thì không có, còn hoặc là người chồng có tính tâm nhưng mà người vợ không có, cha mà nó sự tính tâm nhưng mà chắc con cái nó có tính tâm đó, thành ra nó khó nói, tại vì cái duyên nghiệp của mỗi chúng sanh do cái cho cái khác biệt về cái niềm tin, do khác biệt về giới, do khác biệt về cái sự bố thí, do khác biệt về cái trí thì nó sẽ khác nhau. Thì quý vị thấy rằng á, những cái màu căn bản, những cái màu căn bản nó là bốn màu thôi. Từ bốn màu căn bản này đó mà nó vẽ nên hàng triệu hàng tỷ bức tranh, thấy không? Chỉ cần một cái màu căn bản nào nó đậm nó nhạt là nó cho ra một cái màu khác rồi. Thành ra cái bức tranh của cái thế gian này, của cuộc đời nó là thiên hình vạn trạng, không ai giống ai được hết đó. Cho nên là cái vấn đề mà mình mong cầu là một chuyện, còn cái vấn đề mà nó thành tựu là do nhân do duyên, do nhiều cái điều kiện nó kết hợp lại, thấy không? Đó, giống như sư nói nãy á, bây giờ trong một cái chậu quý vị trồng bốn cái cây tưới nước giống nhau, dung phân giống nhau, cái gì cũng giống nhau hết, nhưng mà chưa chắc là bốn cây nó cùng lúc nó trổ bông một lượt đó. Tại vì sao? Nó còn khác biệt do cái phát triển của cái bộ rễ nữa, mình biết được đó. Thành ra đó, thí dụ người ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, thì trong cái cuộc đời tu tập với nhau, mình cũng nương tựa nhau sách tấn để cùng nhau để tạo trữ những cái công đức phước báo, thấy không? Nhưng mà đó, nó còn cái gì, nó còn khác nhau về cái tác ý. Cái tác ý, mỗi khi mà cái tác ý nó khởi lên, cái động lực nó mạnh mẽ, nó lùi sụt là nó đã khác nhau rồi, thấy không? Bây giờ trường hợp mình nghe nói là cái bữa nay có cuộc lễ tổ chức động thổ xây chánh điện gì đó ha, mình nghe mình hoan hỷ, mình sẵn sàng để mà mình đi bố thí cúng dường. Bây giờ mình cũng muốn người bạn mình á là cùng đi làm cái thiện sự hùng phước trong cái vấn đề mà xây dựng cái chánh điện này, nhưng mà cái tác ý của cái người bạn mình đó là nó yếu, mình phải động viên, phải xách tấm một hồi cái người bạn này mới cùng đồng ý đi với mình, thấy không? Thành ra đó, nội mà cái tác ý
mạnh mẽ hay là lùi sụp là nó đã cho quả khác nhau rồi. À, chút xíu vậy đó là mình thấy nó có cái sự chênh lệch rồi. Thành ra đó, rất hiếm, à, rất hiếm khi mà có hai người mà nó đồng một lúc với nhau hết. À, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng vẫn có, chứ không phải là không có. Không? Đó, thành ra đó, bây giờ mình nương tựa nhau, à, mình làm bạn với nhau để cùng học, cùng tu, cùng sách tấn nhau để tạo trữ những cái công đức phước báo. Nhưng mà chắc chưa chắc là kiếp sau mình sẽ còn gặp nhau. Thấy không? Tại vì á, chỉ cần quý vị thấy những cái bây giờ mình thấy này, những cái chiếc mà phi thuyền đó, nó đưa người lên trên những cái trạm vệ tinh ở trong vũ trụ đó. Những cái nhà toán học này họ tính cái vận tốc, cái thời gian đó, phải thật chuẩn chính xác, à, thì cái sự mà rắc nối giữa cái phi thuyền với cái trạm vệ tinh đó, nó mới đúng khớp nha. Nha, nếu mà cái phi thuyền nó bay nhanh hơn chút, cái trạm vũ trụ nó bay chậm hơn chút thì sao? Nó sẽ lạc lạc liền. Nha, thành ra trong tục ngữ nó nói sai ly là đi dặm. Mà chỉ cần cái động lực, cái tác ý chậm mạnh khác nhau chút xíu thì nó sẽ cho quả khác nhau này. Đó. Cùng một thứ phân, cùng nước, cùng rồi nha, nhưng mà cái bộ rễ nó phát triển mạnh hơn, nó hút, mà hút nó thu nhận cái nước, cái phân nó mạnh hơn, à, thì nó sẽ cho quả sớm hơn. Còn nước phân cũng giống vậy, nhưng mà cái bộ rễ nó phát triển chậm hơn, nó thu nhận các cái chất dinh dưỡng chậm hơn, nó cho quá chậm hơn. Đó, thành ra đó, thành ra mình biết vậy, à, mình nguyện để nương tựa, để cùng sách tấn nhau để tu tập, chứ còn đâu phải cái lời nguyện nào cũng thành tựu hết đâu. À, cho nên là, à, chúng ta mặc dù là nương tựa nhau, nhưng mà mỗi người cũng phải nỗ lực, à, tự mình phải nỗ lực để mình đạt được. À, còn cái sách tấn nương tựa nhau ấy, là để, à, cùng nhau để mà hướng đến cái con đường giải thoát mà thôi. Nhưng mà cái đạo quả thì riêng của mỗi người. À, bây giờ á, cái người bạn mình mà mình muốn mình lôi cuốn, à, chưa chắc để họ đi theo. Thấy không? Đó, thành ra xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân sư đã giải thích cho con. Vậy thì rất là khó khi mà mình có tác ý chung với, đồng hành với người bạn đạo đó. Vậy thì sư đó là cái người mà mình thương, mình thích và mình muốn là tiếp tục cùng đi trên con đường đạo quả giải thoát. Vậy thì với những bạn người mà mình có chướng duyên với họ, và họ luôn luôn là gây cái những cái sự phiền não cho mình, thì mình làm sao để cho đời sau mình không gặp được người đó nữa, coi như là chấm dứt cái chướng duyên, chấm dứt cái những cái ác, những cái bất thiện, những cái bất quả bất thiện giữa mình và người đó, thưa sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, nam mô Tam Ma Giá, nam mô Sang Ngà Giá. À, thì quý vị nếu mà mình hiểu biết Phật pháp á, mình nhìn xung quanh mình, à, mình nhìn xung quanh mình, à, là ngay cả chính trong cái bản thân gia đình mình á, mình sẽ thấy rồi mình thấy, mình cảm thấy mình không có còn ham muốn gì ở trong cái thế gian nữa. Thấy không? Sự thật ra đó,
mình gặp nhau ở đây á, nó chỉ là cái gì? Là một là nợ nần, hai là do cái luyến ái. Nợ nần thì trong đó nó có quan trái mà nó cũng có luyến ái, à cho nên nó gặp nhau để trả nhau. À, chồng thiếu nợ vợ hoặc là vợ nếu thiếu nợ chồng để trả nhau. À, con trả cho cha mẹ hoặc là cha mẹ trả cho con thì thôi, chứ không có cái gì hết á. Mà trả xong rồi thì đường ai nấy đi. À, thành ra đó khi mà mình gặp được những cái chướng duyên đó là sao? Tại vì nợ người ta, cho nên bây giờ chủ nợ người ta lấy cái đòi. À, mà nếu mà bây giờ mình vui vẻ mình trả xong nợ thì chủ nợ người ta đã không có tới cái đòi nữa. À, chứ còn bây giờ mình đã thiếu nợ rồi mà giờ người ta lại người ta đòi, mình còn gây lộn với người ta, mình còn ấy thì sao? Cái nợ nần nó càng chồng chất. À, cho nên là khi mà mình gặp những cái chướng duyên thì sao? Mình phải quán xét về cái nhân quả. À, tại vì cái quả này, cái nhân này mình đã gieo thì bây giờ cái quả nó đến. À, mình quan hỷ tham nhẫn, mình vượt qua, mình trả hết thì thấu. Chủ nợ người ta nhận được rồi thì ta đi chỗ khác, không? Đó. Còn thí dụ như mà mình những cái vướng mắc, cái luyến ái, thì mình phải sao? Mình phải tập cái hạnh xả ly. À, bây giờ trong cái kiếp sống này là chồng, là vợ, là con, là cái cha mẹ gì đó. À, nhưng mình quan sát là tại vì cái do cái duyên nghiệp, cái nhân duyên nó đưa đẩy. Chứ sự thật ra đó là chúng sanh mỗi người sẽ có cái nghiệp riêng. Do cái điều kiện, do cái nhân quả nó đưa đẩy, trong cái kiếp sống hiện tại này cộng trú nhau rồi trở thành là chồng, là vợ, là cha, là con, là cha mẹ gì đó ha. Nhưng mà sao? Có nhiều khi cái kiếp sống này nó vậy chứ kiếp sống sau nó không còn. Đó, cho nên là mình đừng có quá dính mắc, đừng có quá bám níu. Nó là con của tôi thì cũng phải lo cho nó. Đây là chồng tôi phải lo, đây là vợ tôi phải lo. Thế này thế khác. Thì mình càng kéo dài luyến ái, càng kéo dài quan trái là càng khổ. Thì đó, khi mình biết vậy, bây giờ trong điều kiện mình, bổn phận của mình là cha là mẹ, mình phải lo rồi. Nhưng mà nó có cái nghiệp riêng của nó, chứ mà lo mình chỉ biểu mình muốn nó như vậy vậy, muốn vô trường này trường nọ, muốn học nghề này nghề kia, mà nó đi theo ý mình không? Đó, thành ra anh biết có những cái mình phải, cũng có phải có sự chuẩn bị sắp đặt. Nhưng mà khi mà cái thực tế nó xảy ra đó là nó theo cái định luật nhân quả, cái nghiệp riêng của mỗi chúng sanh. Mình không thể nào mình can thiệp, mình không thể nào mình điều khiển được cái định luật này. Cho nên mình phải có cái thái độ là chấp nhận, rồi sao buông xả, thì mình sẽ vượt qua và mình sẽ được an ổn. Còn mình cứ cứ bảo thủ, mình cứ muốn thế này muốn thế kia muốn thế nọ, không? Cho nên càng muốn nhiều, càng muốn can thiệp, càng muốn điều khiển thì càng khổ thôi. Đó. Anh em nhớ Đức Phật dạy, thân ta còn không có, cái thân mình còn không điều khiển được, mình muốn được thì mình đừng có muốn điều khiển người này, muốn điều khiển người khác, muốn nó phải như thế này, muốn phải như thế khác.
là không có được. À, nhớ vậy. À, thì mình sẽ có cái thái độ nhận và buông xả, để mình trả hết những cái chướng duyên chướng nghiệp của bản thân mình, thì mình sẽ được an ổn. Chúc cô hôm nay nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, con thấy Hồng Mai đã con kính tri ân sư giải đáp thắc mắc của con. Dạ, cảm ơn Kim Dung Cây Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư công đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý cô bà, quý cô tu nữ, kính lễ tu nữ tự duyên. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con ơi, con nghe mấy câu hỏi, tự nhiên con thấy trong lòng nó vui vui. Nên con xin được hỏi một câu, nhà mà con thấy cũng hết giờ rồi, con bao chót nha bác sư. Dạ, con kính xin sư giải thích dùm cho con. Đức Phật dạy mình là không có vướng mắc, không quyến luyến, không buộc ràng bất cứ một điều gì thì mình mới đi đến giải thoát được. Còn nếu mình còn vướng mắc, mình còn quyến luyến, mình còn tham, mình còn sân, mình còn thương, mình còn ghét thì mình không có thể nào giải thoát được. Thì nếu như một người mà có vợ, có chồng ưng ý nhau, một người có bạn bè ưng ý nhau, mình nghĩ ồ kiếp này mình sống quá, mình có nhau rất là hợp ý, mình mong kiếp sau thì mình sẽ gặp nhau nữa. Như vậy có phải là mình còn mong cầu luân hồi hay không? Dạ, con kính dâng mít đến thượng tại anh sư giải thích giùm cho con. Dạ, để cho con biết đường tu tập, và con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì nếu mà mình còn quyến luyến, mình còn mong cầu thì sẽ còn khổ. Tại vì cái quyến luyến, cái mong cầu nó là cái gì? Nó là phiền não, là nó dính mắc. Đó. Thành ra hả, mà còn luyến ái, còn quyến luyến, còn mong cầu để gặp nhau, thì sẽ còn khổ. Chúng lợi ích gì, thấy không? Đức Phật đã dạy rồi, thế gian này á là vui ít mà khổ nhiều. Đó, cho nên là chúng ta phải thấy ghê sợ, kinh tởm, nhàm chán cái thế gian này, và cố gắng thoát ra sớm chừng nào tốt nãy. Bây giờ mình mới thấy là cái luyến ái sanh lo sợ, luyến ái sanh sợ hãi. Tại vì mình luyến ái cho nên là con mình nó nói là nó đi là 2 giờ mới về, mà giờ 2:30 3 giờ rồi nó chưa về, là bắt đầu ở nhà mình hồi hộp, mình lo không biết, trời ơi, không biết nó đi trên đường nó có bị cái vấn đề gì không. Nó nói 2 giờ mới về mà giờ tới 3 giờ rồi mà nó không về. Tại vì sao? Tại vì cái tâm mình luyến ái, mình nói là con của tôi, con của tôi, cho nên là tôi phải lo lắng cho nó. Nhưng mà bây giờ mình ngồi ở nhà mình lo lắng, mình bồn chồn mà là có được gì đâu. Nhưng mà cái tâm mình nó khổ, nhớ. Còn nếu mình nói
chắc có thể là nó có công chuyện gì đó, thì nó gặp cái công chuyện gì đó hồi nó về, có gì đâu, thì mình sẽ an ổn. Chứ còn bây giờ mình ngồi đây mình đi tới đi lui rồi mình uất ức rồi mình bồn chồn mình lo lắng gì là nó cũng được gì hết. Nhưng mà mình tự làm cho cái tâm mình nó bấn loạn, rối ren rồi khổ đau thêm. Nhiều khi nó là đi công chuyện nó gì, nó bực bội rồi, nó gặp cái chuyện bất trắc nó bực bội rồi, về cái nãy giờ mình ở nhà mình bồn chồn mình lo lắng nãy rồi, nó bắt đầu tự mày đi đâu tới giờ mày mới về kia nọ. Thành ra là cái khổ bên này nó đã khổ rồi, gặp bên này nó khổ, hai cái lửa nó chập với nhau là cái khổ nó càng nhân lên gấp nhiều lần đó. Thành ra Đức Phật mới nói sanh sầu bi, luyến ái sanh sợ hãi. Cho nên là khi mà mình còn luyến ái, còn mong cầu là còn khổ đau. Cho nên chúng ta hiểu biết để trong đời sống chúng ta giảm thiểu những cái dính mắc, những cái luyến ái, những cái mong cầu, thì chúng ta sẽ giảm thiểu những cái khổ đau. Chúng ta phải biết về cái định luật nhân quả, rồi mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, rồi chúng ta phải biết gì, dù lo cho người bao nhiêu, chớ quên lo cho bản thân mình. Mình lo cho bản thân mình, ráng cố gắng có một cái trí tuệ, sống chánh niệm tỉnh giác, làm những cái việc nên làm, làm những cái việc có lợi ích nhất trong cái thời điểm hiện tại. Thì như vậy á, mình sẽ được an ổn, rồi mình xả bỏ, xả ly trước những cái dính mắc, những cái luyến ái, thì chúng ta sẽ có một cái đời sống an ổn. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Nhật Quỳnh. Và thấy bây giờ thì cũng sắp hết giờ, xin mời cô sám hối tâm bảo, rồi sư xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt giới phước báo hôm nay, học hỏi thảo luận chia sẻ Phật pháp. Kính cầu mong chư tôn đức Pháp Bồ Đề Ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, cầu mong chư thiên quan hỷ phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin mời cô sám hối. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con lên tri ân sư thầy, mời Kim Nhung nha. Dạ, con thành kính tri ân Tòa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy câu hỏi của con. Và con thấy đồng hồ còn 3 phút nên con xin phép chia sẻ cái lời giảng dạy của sư. Con có một người thân, chồng nó đi nhậu hoài á, nha. Chồng đi nhậu hoài á. Mỗi lần chồng đi nhậu á, là đêm hôm là nó không có ngủ được. Nó lo lắng, nó suy nghĩ đủ cái chuyện trên đời hết. Dạ, thì đủ cái chuyện trên đời hết. Tai nạn thế này, thế kia, thế nọ, ú cha đủ hết. Rồi nhiều lần như vậy, thì con chỉ nói là con nghĩ đi, con đừng có lo lắng nữa. Con có lo thì nó cũng đi, con không lo thì nó cũng đi. Nên á, kệ nó đi, nó đi á, thì chừng nào nó muốn về thì nó về. Con ở nhà, con ăn, con ngủ, con chơi với con cái đi cho nó khỏe cái thân. Cứ ngồi suy nghĩ hoài, cho cho nó mệt mà hiểu mà có chuyện gì á, thì chấp nhận thôi, cứ như vậy đi. Rồi á, thì từ từ nó cũng nghe. Được nghe rồi, giờ muốn đi hả? Đi. Nửa đêm về hả? Rồi muốn nửa đêm về. Vui thì để cửa cho về, buồn khóa cổng lại đi ngủ ngon lành. Chừng nào muốn về, về, về cửa cổng mà khóa hả? Không đi được thì đi chỗ khác ngủ, sáng trở về. Từ đó trở đi không còn ốm o xanh xao gầy gò gì nữa hết. Nên là con nghe sư giảng dạy con rất là hoan hỷ. Con thành tâm tri ân sư. Rồi mời Kim Nhung cầm mít nghe.
Sa thú. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con thưa sư, cái câu hỏi của chị Nhật Huỳnh hồi nãy, thưa sư. Dạ, con thấy con cũng có đó sư. Mình còn luyến ái, do đó mình đau khổ. Con cũng biết vậy đó. Nhưng mà mỗi khi mà chồng con thì con không nói, nhưng mà mấy đứa nhỏ mà nó đi xa, mà nó chưa về thì con rất là lo lắng. Rồi sau này mình cũng có học đạo thì mình cũng biết rồi, con cũng tự nhủ. Thôi, đó là nghiệp của nó, rồi đủ duyên thì nó thế này thế kia. Rồi mỗi người có công việc riêng, nói chung là con cũng tự nhủ lòng mình. Rồi nhưng mà con vẫn còn lo. Nhưng mà khi mà gặp một người khác mà nói với con tình trạng như của con thì con khuyên hay lắm. Nhưng mà giống như là việc mình á, thì mình quáng, mà việc người thì mình sáng vậy đó sư. Con là một con ngựa lì, là mà bữa sau á, sư phải quất cho nó thật mạnh và sư phân tích cho nó thật sâu, làm sao mà con phải sợ luôn á, để con không còn cái tình trạng này. Con có tình trạng này nó làm cho con cũng mệt mỏi, cho tới hôm nay nó cũng vẫn còn. Thành ra bữa sau sư giảng cho con thật thật mạnh mà, để con sợ hãi và con sẽ buông những cái suy nghĩ này. Dạ. Dạ, bài học và các câu hỏi của đạo tràng đã kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay ạ. Sa thú các câu hỏi của chị Nhật Huỳnh, dạ, của Giang Nhật Hà và của Hồng Mai. Dạ, các câu hỏi của quý vị đã giúp cho bài học sáng tỏ hơn và lớp học sinh động hơn. Một lần nữa xin hoan hỷ ạ. Dạ, con kính tri ân sư Phát Thanh đã giảng giải bài học và trả lời các câu hỏi của chúng con trong ngày hôm nay. Bài học đã kết thúc, con xin được sám hối ba ngôi Tam Bảo sau khi nghe pháp ạ. Uttamange na vande hang ba da bang sung varuttamang butte yo khalo so butho khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thammang chaduvithang varang thamme yo khalito do so thammo khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khanh cha du vit ho sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, để kết thúc buổi học pháp ngày hôm nay, con kính thỉnh sư Pháp Thanh chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sana sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sana sothi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sana sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên ngộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thần thường định người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú lành thay. Dạ, con kính chia chúc phúc cho đạo tràng chúng con ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính thỉnh sư nghỉ ngơi.
ạ. Kính mời chàng lãnh tâm thanh tịnh cùng con hồi hướng sau khi nghe pháp. Ya de wa ta sang ti vi ha ra wa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình. Ta tha ye na pha wan tu pu chi ta so thình ka ron te tha vi ha ra man da le. Thế ra cha mai cha na wa ka cha phi. Ikha va mi ka da na ba ti u ba sa ka. Gama cha desa ni gama cha isara sabbana phuta sukhita phawan tute. Cha la bu cha ye bi cha anda sam phawa san se da cha ta athavo pa pa tika. Niu ya ni kang tham ma warang batik cha te sabbe bi dukkha sakaron tu sangkhayang. Tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt tha ra cha bốc gà la sang khô hô tu sa mắc gô vá át tha cha cha hi ta cha cha ẩm hê rắc khăn tu sát tham mô sắp bê bi tham ma cha ri nô vụt thình sam ba bu nây ya ma tham ma ri ya ba bê bi tê. Do sự phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, chúng con xin thành tâm dâng phần phước thiện này đến Tứ Đại Thiên Vương, Vua Trời Đế Thích, đến tất cả chư thiên. Xin các ngài hoan hỷ thọ nhận, và sau khi thọ nhận rồi, xin các ngài tùy hỷ phước này để hộ trì cho chánh pháp được tồn tại dài lâu. Do sự phước báu mà chúng con đã học pháp nơi đây, hồi hướng bậc thầy tổ cùng thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã học pháp nơi đây, xin nguyện làm nhân duyên, giúp chúng con đời nào cũng gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn để tu tập thành tựu chánh trí, đoạn trừ phiền não, sinh tử luân hồi. Do phước báo mà chúng con đã được học pháp của Đấng Từ Phụ, chúng con xin nguyện đừng bao giờ rơi vào bốn khổ cảnh súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Nếu còn phải tái sanh, nguyện cho chúng con luôn được sanh làm người, trời và luôn có chánh chi kiến, tránh xa những người tà kiến. Dạ, một lần nữa con kính tri ân Pháp Thanh đã giảng giải kinh Tương Ưng ngày hôm nay ạ. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn bảy đạt, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dạ, bài học hôm nay đến đây là kết thúc.